Trong khá nhiều những video gần đây của mình trên kênh The Idea này thì mình thấy có khá nhiều bạn hỏi là cái mẫu màn hình mà mình đang sử dụng là màn hình gì. Lúc đầu thì mình cũng hơi thắc mắc một chút bởi vì là đây cũng không phải là một hãng quá lạ hay là không phổ biến thị trường Việt Nam mà thực ra nó còn rất phổ biến, đó chính là Dell. Tuy nhiên thì khi mà mình tìm hiểu thì mới nhận ra đó là sản phẩm màn hình này không được bán tại Việt Nam và chỉ được bán tại thị trường nước ngoài mà thôi. Nhà phân phối Dell, màn hình Dell tại Việt Nam không hề mang sản phẩm này về, và đó chính là con màn hình Dell S2719DM. Nghe cái tên thì có vẻ hơi tục một chút nhưng mà hoàn toàn trong sáng, không có ý nghĩa gì cả. Từ trước đến giờ thì mình vốn rất thích những sản phẩm màn hình của Dell bởi vì nó có cái màu sắc đẹp này, rồi thì có cái uy tín cũng như thương hiệu khá lớn thị trường rồi. Tuy nhiên thì một cái điểm mình không thích ở những sản phẩm của họ đó chính là mặt thiết kế. Và sau một cái quá trình mà tìm kiếm cũng như là nghiên cứu thì cuối cùng mình mới tìm được cái sản phẩm này ở bên này để mua. Và đây là sản phẩm ở thời điểm hiện tại cá nhân mình đánh giá là mẫu màn hình mà có thiết kế đẹp mắt nhất của Dell cho đến bây giờ. Và nếu như các bạn đang tò mò về sản phẩm này thì đây chính là video dành cho các bạn. Và điểm đầu tiên mà chắc chắn phải nói đến sản phẩm này và cũng là cái yếu tố mà mình nghĩ các bạn quan tâm nhất, đó chính là về mặt thiết kế. Những mẫu màn hình của Dell ở thị trường Việt Nam bây giờ thường thường có phần chân đế rất to và bè ra theo phần phía ngang. Thêm vào đó là cái phần viền màn hình thì tương đối dày. Mặc dù đây không phải là cái mẫu thiết kế chung của tất cả những màn hình Dell, nhưng nó là mẫu gần như là phổ biến nhất với cái dòng màn hình Dell như là dòng UltraSharp ở thị trường Việt Nam bây giờ. Tuy nhiên thì ở trên sản phẩm này chúng ta sẽ có một thiết kế hoàn toàn khác. Đầu tiên là phần viền màn hình siêu mỏng nếu so với cả những sản phẩm trước đây. Viền màn hình của nó thì làm giống với kiểu là những cái viền màn hình LG bây giờ, đó chính là họ làm cái phần viền nhựa giấu ở phía bên trong màn hình. Chúng ta sẽ không hề nhìn thấy phần nhựa cứng bao ở phía bên ngoài màn hình nữa, mà sẽ thấy một cái phần đen ở phía bên trong, và đó vẫn là viền màn hình mà thôi. Nó sẽ gần như kiểu là một khoảng đen ở trên tấm nền vậy. Và kích cỡ của phần viền trên sản phẩm này rất là mỏng, chúng ta chỉ có tầm trên dưới 0.5cm cho viền màn hình mà thôi. Và khi mà nhìn vào thì các bạn cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn là cái phần viền màn hình rất dày và bằng nhựa bao phía bên ngoài như cái dòng Dell trước đây. Và không chỉ dừng lại ở phần viền màn hình, và ngay những phần chân đế cũng được hãng làm cho mỏng đi rất nhiều khi mà chúng ta đã thấy là cái thiết kế hiểu hình chữ nhật to ngang ra và có một cái lỗ ở giữa được thay thế bằng một cái cột trụ được làm bằng kim loại và rất mỏng như thế này. Ngoài ra thì ngay cả phần đế phía bên dưới cũng được làm bằng kim loại luôn và đều được sơn màu bạc nhìn rất cao cấp. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái mẫu màn hình này, nhìn cả cái phần mặt trước cũng như phần sau thì có thể rất dễ dàng liên tưởng tới cái mẫu iMac đến từ Apple, và có lẽ cá nhân mình nghĩ là họ cũng học hỏi thiết kế từ hãng này. Và để nói về cái độ đẹp trong thiết kế của sản phẩm này, chắc chắn chúng ta phải quan tâm đến mặt sau. Mặt sau thì cũng giống như phần chân đế, được làm hoàn toàn bằng kim loại và sơn màu bạc rất đẹp. Tuy nhiên thì cái số lượng cổng kết nối của sản phẩm này lại hơi ít khi mà chúng ta chỉ có hai cổng HDMI, một cổng âm thanh và một chỗ để cắm nguồn mà thôi. Vì là một sản phẩm có thiết kế gần như là tối giản, thế nên là những cái cổng cắm của sản phẩm này cũng được tinh chỉnh đến cái mức mà gọi là ít nhất có thể, khi mà chúng ta sẽ không có cổng USB-C, cổng USB hay là cổng DisplayPort, rồi thì cổng VGA vân vân sẽ bỏ đi hết và chỉ có duy nhất hai cổng HDMI mà thôi. Mặc dù có thể thấy là hai cổng này tương đối ít với một số bạn, nhưng mà với cái nhu cầu sử dụng của bản thân mình chỉ để kết nối với laptop thì có lẽ hai cổng này là khá ok rồi. Nếu như sau này mình muốn sử dụng thêm, ví dụ như là một cái Xbox hoặc là PS4, thì có thể cắm thêm vào cổng HDMI bên kia và dễ dàng chuyển qua lại giữa các chế độ thông qua cái nút bấm. Và để nói phần nút bấm thì đây sẽ là một điểm trừ của sản phẩm này, khi mà nút bấm của nó không được làm theo kiểu cần gạt joystick 4 hướng giống như là những cái sản phẩm màn hình mới thị trường bây giờ, mà nó sẽ vẫn chỉ là 4 cái phím điều hướng ở phía bên dưới màn hình mà thôi. Và khi các bạn bấm lên thì nó sẽ hiện ra những cái nút để các bạn điều khiển. Và thực sự thì mình cho đến thời điểm hiện tại thì mình không ưng cái kiểu thiết kế này một chút nào. Bấm của nó cảm giác lần mò rất khó khăn, và cũng như là cái khả năng điều khiển của nó khá là hạn chế và bất tiện. Mình vẫn thích cái kiểu cần gạt 4 hướng của Asus hay là của LG đang làm hơn. Và đó gần như là toàn bộ ngoại hình và thiết kế sản phẩm này. Có thể nói thì nó mang trong mình khá nhiều điểm cộng, và đây chính là một trong những lý do chính mà mình lựa chọn sản phẩm này của Dell. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một phần cũng rất quan trọng khi bạn mua màn hình, đó chính là về phần hiệu năng, hay cũng có thể nói là chất lượng hiển thị hình ảnh. Và chúng ta hãy cùng điểm qua một chút thông số ở trên sản phẩm này. Đây sẽ là một chiếc màn hình có độ phân giải là 2560x1440 pixel, hay cũng có thể nói là 2K. Theo nhà xuất công bố thì sản phẩm này đáp ứng được 85% giải màu DCI P3, 99% giải màu sRGB. Thêm vào đó thì hãng công bố là đây là một chiếc màn hình có hỗ trợ những cái nội dung HDR. Và cái độ sáng tối đa của sản phẩm này khi mà ở cái chế độ HDR là 500 nits. Đây là một cái độ sáng rất cao ở trên sản phẩm này. Và với một cái độ sáng cao như vậy thì khi nhìn vào sản phẩm chúng ta sẽ thấy một cái màu sắc rất là
sáng rõ và sắc nét. Nhưng mà cũng chính vì cái độ sáng cao như vậy nên nhiều khi với một số cái hình ảnh mà có cái độ sáng quá cao thì các bạn sẽ nhìn cảm giác hơi bị lóa. Và vì vậy thì khi mà mình sử dụng mình đã phải chỉnh cái độ sáng cũng như độ tương phản thấp xuống một chút để có thể hình ảnh nó đỡ bị lóa hơn. Nhưng dù sao thì đây vẫn là một màn hình mà có cái chất lượng màu sắc khá tốt đến từ thương hiệu Dell và đã được khẳng định qua nhiều năm rồi. Và khi so sánh cái màu sắc hiển thị với cả cái mẫu điện thoại của mình thì mình đang sử dụng một chiếc điện thoại thuộc dòng Note của Samsung. Và những cái điện thoại này thì rõ ràng là từ trước giờ nó luôn có cái tiếng là hiển thị hình ảnh màu sắc rực rỡ hơn và nịnh mắt hơn so cho người sử dụng rồi. Và khi mình so sánh với sản phẩm này thì rõ ràng có thể nhận ra một điều, đó chính là hình ảnh hiển thị ở trên cái màn hình này nó có một chút nhạt hơn so với cả trên điện thoại. Và thực sự thì khó có thể nói là cái nào là chuẩn màu sắc hơn hay là gọi là chính xác màu sắc hơn. Thì theo mình nghĩ là cái này cũng thực sự không quá quan trọng, bởi vì khi các bạn xem phim hay là xem cái thứ trên rất nhiều thiết bị, mỗi thiết bị sẽ hiển thị một cái màu sắc khác nhau. Nếu như các bạn không làm cái gì đó quá liên quan đến việc in ấn hay là việc gọi là làm phim vân vân thì cũng không cần quá quan tâm đến vấn đề này. Dù sao chăng nữa thì bản thân mình là một người làm video thì cái mức độ sai lệch hình ảnh và khác nhau hình ảnh giữa các thiết bị thì vẫn có thể chấp nhận được, nó không bị sai quá nhiều. Và với một chiếc màn hình 27 inch có độ phân giải 2K thế này thì theo bản thân mình thấy là vừa đủ cho các nhu cầu sử dụng của mình. Với màn hình 4K thì thực sự là nó yêu cầu một cái cấu hình hơi bị cao, cũng như là với một cái tầm tiền cao hơn rất nhiều so với cả màn hình 2K và có kích cỡ như thế này. Với mình thì bản thân mình 27 inch 2K là vừa đủ và hợp với nhu cầu cũng như túi tiền của mình. Và thêm một điểm nữa thì như các bạn đã biết, đó chính là cái thiết bị chính mình sử dụng là laptop, thế nên là cấu hình của nó không được quá cao. Và nếu sử dụng màn hình 4K thì thực sự nó phải chạy rất là nặng, nhất là khi chơi những tựa game thì khi mà mình để cái độ phân giải 2K còn thấy giật chứ không còn nói gì đến 4K và mình bắt buộc phải chuyển về chế độ Full HD. Và nhân tiện nói về mặt chơi game thì chắc chắn đây không phải màn hình game thủ rồi, vì tần số quét của nó chỉ có 60Hz mà thôi. Cái đối tượng mà nó hướng tới vẫn là người làm video, làm đồ họa rồi vân vân, cũng như là giải trí tại nhà mà thôi, xem phim các thứ cần một sản phẩm có độ phân giải ok rồi chất lượng hình ảnh cũng khá tốt. Thì đó là những cái đối tượng mà sao mà hướng tới. Còn nhìn chung với bản thân mình chơi những tựa game bình thường như là MOBA hay là những game không cần phải hardcore quá như FPS thì 60Hz đã là quá đủ rồi và hợp với cấu hình cũng như túi tiền của mình. Và có lẽ thì một trong những yếu tố cuối cùng mà cũng khá nhiều bạn quan tâm trên những sản phẩm màn hình đó chính là, đặc biệt là với những sản phẩm viền màn hình mỏng, thì là việc sản phẩm này liệu có bị hở sáng nhiều hay không. Và khi các bạn nhìn vào đây thì có thể thấy là nó sẽ có cũng có một chút hở sáng đấy, nhưng mà không phải quá tệ và theo mình nghĩ là có thể chấp nhận được. Và vừa rồi là những đánh giá của mình về chiếc màn hình Dell S2719DM này. Và nhìn chung thì có thể nói đây là một chiếc màn hình theo mình thấy là khá tốt với cái nhu cầu cũng như túi tiền của mình. Ở bên này bán thì mức giá nó sẽ hơi đắt một chút so với thị trường Mỹ. Và hình như là cái đợt Black Friday vừa rồi thì thị trường Mỹ giảm nó đâu đấy còn chỉ có khoảng tầm 6, 7 đến 8 triệu mà thôi, mình không nhớ rõ. Nhưng ở bên này nó bán lên tới là khoảng gần 10 triệu. Với cái mức giá như vậy, nếu so ra với những gì nó có, ví dụ như là một chiếc màn hình 27 inch này, độ phân giải 2K này, đến từ một hãng nổi tiếng đắt đỏ như là Dell, và thêm vào nữa là có một cái thiết kế đẹp hơn rất nhiều so với sản phẩm Dell bây giờ. Và đó là toàn bộ những cảm nhận của mình về chiếc màn hình Dell 2719DM này. Nếu như các bạn thích nó thì thực ra lại không thể mua được bởi vì Việt Nam không bán, thì hãy thắc mắc rất nhiều và yêu cầu nhàn phối Dell là nhập chiếc màn hình này về. Còn mình thì thực sự không biết mua cái màn hình này ở đâu cả. Và nếu như các bạn thích video này, đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh The Idea. Mình là Dương Dũng và đây là The Idea. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.